Thưa quý vị, hôm nay và ngày mai chỉ còn những trường trung học phổ thông công lập tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu được giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ số chỉ tiêu. Năm học này thì số học sinh thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội đông kỷ lục tới gần 94.500 em. Với chỉ tiêu hơn 63.000 thì toàn thành phố có gần 32.000 học sinh phải vào các trường tư thục có chi phí đắt đỏ hoặc là học trường nghề hoặc giáo dục thường xuyên. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có hơn 20.000 học sinh không thể vào trường công lập do hạn chế về chỉ tiêu do cơ sở hạ tầng trường công lập không đủ đáp ứng. Những ngày này thì có quá nhiều phụ huynh và học sinh giờ khóc giờ cười khi mà con em mình bị gạt ra khỏi hệ thống trường công. Theo quý vị và các bạn thì tình trạng này xảy ra là do nhiều con em của chúng ta được sinh ra vào năm đẹp, năm dê vàng quý mùi 2003 hay là còn có những nguyên do nào khác liệu là trong những năm tới thì phụ huynh và học sinh ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có phải tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu trường thiếu lớp như năm nay hay không? Và chúng tôi đã mời ông Nguyễn Quốc Bình, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Việt Đức Hà Nội để nghe ông chia sẻ góc nhìn của mình về thực trạng này. Trước hết xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Bình đã tham gia chương trình của chúng tôi. Vâng, xin chào khán thính giả Đài tiếng nói Việt Nam thưa Nguyễn Quốc Bình ông nhìn nhận như thế nào về con số có tới gần 32.000 học sinh ở Hà Nội và khoảng 20.000 học sinh tại Hồ Chí Minh không vào được cái lớp 10 trung học phổ thông công lập mà trong khi cái tâm lý của phần lớn người dân thành phố hiện nay là mong muốn con mình thi đỗ vào hệ thống các trường công. Đây là một cái áp lực thực tế. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thay đổi cách nhìn. Hệ thống giáo dục phổ thông của chúng ta hiện nay không chỉ có À, các trường công mà còn có rất nhiều trường tư thục chất lượng cao à, thậm chí có các trường quốc tế và cùng với đó là các cái trường dạy nghề à, sau khi học sinh học à, xong trung học cơ sở các em có rất nhiều lựa chọn à, cái áp lực là có nhưng theo tôi à, không đến mức độ như lâu nay chúng ta vẫn nói về vấn đề này ở hai thành phố à, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. À, trong thời gian này thì có những học sinh và phụ huynh đã phải thậm chí là thức trắng đêm để mà nghiên cứu tính toán là chọn trường nào cho nó phù hợp Và thậm chí là có những bậc phụ huynh đã phải xin nghỉ việc để mà lo cho con à, Ông có cho rằng đây là cái áp lực quá lớn đối với cả phụ huynh và học sinh đã các thành phố lớn hay không? À, theo quan điểm của tôi thì có lẽ áp lực không đến mức độ như vậy vâng. à, Thường là do cha mẹ học sinh à, tự tạo ra những áp lực như vậy À, vì khi chọn trường vào uh, trung học phổ thông uh, rõ ràng uh, từng gia đình và các em học sinh cũng phải căn cứ vào cái năng lực học tập của mình căn cứ vào mục tiêu sau này các em sẽ học ở trường nào và làm nghề gì thế rồi là cái điều kiện kinh tế gia đình và cái quãng đường từ nhà đến trường học như thế nào để cho nó đảm bảo uh, an toàn uh, tuy nhiên thì cũng có uh, những cha mẹ học sinh uh, quá kỳ vọng ở con em mình Đúng. cho nên đã um, uh, tạo ra những cái áp lực mà tôi nghĩ không cần thiết uh, trong kỳ tuyển sinh vừa rồi. Uh, khi nói về áp lực ở uh, nội như vậy nhưng tôi thấy là qua cái đợt tuyển sinh lần một vẫn còn tới gần 30 trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Vâng. Uh, như vậy là cái số học sinh không vào các trường đó đi đâu rõ ràng là các em đã có những cái lựa chọn vâng. uh, khác ngoài các cái trường công lập vâng. ví dụ uh, như tôi vừa nói các em uh, có thể lựa chọn uh, các cái trường quốc tế để vâng. đi du học thế rồi là um, năng lực của các em các em có thể vào các trường công lập uh, chất lượng cao vâng. hoặc là có các em có cái cảm thấy năng lực của mình hạn chế các em có thể đi học trường nghề vâng. uh, thậm chí là các em uh, có thể là ở nhà làm các cái nghề truyền thống của gia đình và. chúng ta nên có một cái cách nhìn mở hơn như vậy thì uh, nó sẽ không tạo ra uh, những cái áp lực mà như, như chúng ta vẫn thấy dạ, như ông vừa mới phân tích thì rõ ràng là các bậc phụ huynh và đặc biệt là các em học sinh thì có thể căn cứ vào cái năng lực học này căn cứ vào mục tiêu của mình căn cứ vào cái kinh tế gia đình hoặc là thậm chí kể cả cái quãng đường ừ. từ nhà đến trường để có thể lựa chọn ngoài trường công lập là trường dân lầm ừ. hay là học nghề à, vậy thì liệu rằng đây có phải được xem như là một cách để phân luồng học sinh ngay từ trung học phổ thông à, đúng như vậy à, lâu nay chúng ta vẫn chưa làm tốt cái việc phân luồng vậy. do vậy có nhiều học sinh thực sự ra không có cái năng lực học à, học tập thế nhưng các em vẫn cố gắng theo đuổi dạ. à, việc học này nhưng mà cuối cùng là không đáp ứng được nếu như mà các em lựa chọn học nghề ngay à từ sau khi kết thúc à, trung học à, cơ sở thì các em đã có à, sau khi ra trường kết hợp cùng với học văn hóa, các em có một cái nghề nghiệp à, ổn định phù hợp với cái năng lực của mình, à, phù hợp với lại cái điều kiện kinh tế gia đình của mình, à, không nên quá chạy theo à, những các cái à, cái cái điều kiện vâng. mà à, rõ ràng là mình à, không có. Dạ. Yeah. Vâng, thưa ông là với cái tâm lý của các bậc phụ huynh ở nước ta lâu nay thì đấy là khi mà sinh con theo các cái năm có có những cái năm đẹp hay là năm xấu đấy là cái tâm lý chung thì cái năm 2003 tức là cái năm của các em năm nay thi vào trung học phổ thông là cái năm ngày xưa chúng ta gọi là năm dê vàng đấy. Vâng, thì liệu rằng cái tâm lý này có phải nó đã gây ra cái hệ lụy quá tải cho các trường mà chúng ta đang được chứng kiến như năm nay? À, đây cũng là một cái nguyên nhân mà có lẽ là tôi nghĩ là chúng ta cũng phải có cái cách tuyên truyền như thế nào để cho xã hội hiểu rằng không phải cứ sinh năm đẹp yeah. là con cái mình trưởng thành con cái mình uh, thành công yeah. mà nó còn có cả một cái quá trình giáo dục của gia đình nhà trường xã hội nữa yeah. uh, thứ hai nữa chúng ta cũng thấy là một trong nguyên nhân nữa đấy là cái di dân cơ học vâng và uh, tôi nghĩ là uh, những uh, vấn đề nảy sinh như thế này thì uh, ngành giáo dục nên có cái dự báo trước Thế và nếu như ngành giáo dục của hai thành phố mà tôi nghĩ là những cái con số mà vào uh, trung học phổ thông trong từng năm uh, chắc chắn nắm được nếu như có dự báo ngay từ đầu năm học đã có một cái kế hoạch và thông báo uh, rộng rãi cho nhân dân biết rằng là ngành giáo dục đã chuẩn bị tốt các cái điều kiện cơ sở vật chất Thế rồi là đội ngũ Thế rồi mở thêm trường như thế này Và đáp ứng được cái yêu cầu Thì có lẽ là cái áp lực nó không lớn như thế vâng. Và mọi người là cảm thấy là Nó bình thường nhẹ nhõm Cái chính là chúng ta đã chưa làm tốt Cái công tác truyền thông yeah. Và dự báo để cho người dân hiểu Vâng Ông có vừa nhắc tới một cái khái niệm đấy là di dân cơ học và cái này thì chúng ta có thể hiểu được ra là cái tâm lý là uh, cái những cái cuộc di dân từ làng được, ra thành phố và khi được. mà gia đình bố mẹ chuyển ra thành phố để uh, công tác thì cũng cần phải có cái nơi học tập cho con em của mình và rõ ràng là những cái hạ tầng cơ sở cũng như là cái chiến lược phát triển của ngành giáo dục thì có thể là đã không theo kịp những cái cuộc di, di dân cơ học như vậy. Ông có quan điểm như thế nào về cái suy nghĩ này? À, chúng ta đang bước vào cái nền kinh tế thị trường. Và... À, định hướng xã hội chủ nghĩa rõ ràng là chúng ta cũng phải tính đến nhiều yếu tố trong quá trình thiết lập cái mạng lưới trường học mặc dù trong những năm vừa qua ngành giáo dục đào tạo đã có rất nhiều nỗ lực cố gắng trong cái quá trình xây dựng cái hệ thống trường học để đáp ứng theo từng cấp học tuy nhiên thì những cái con số như chúng ta vừa nói về vấn đề mà sinh con đẹp theo năm này yeah. thế rồi vấn đề di dân cơ học này và nhiều các cái yếu tố khác uh, nó tác động đến uh, thì uh, nếu chúng ta có sự chuẩn bị thì có lẽ là không uh, không đến nỗi lúng túng vâng. và um, tạo ra những cái dư luận uh, không cần thiết như thời gian qua vâng. Như vậy rõ ràng là có rất nhiều cái việc mà ngành giáo dục cần phải làm trong thời gian tới Đúng. để không lặp lại cái tình trạng giống như năm nay. Hiện tại thì có đến 50.000 các cháu thuộc lứa con dê vàng đang còn hoang mang, chưa biết là sẽ học ở những cái trường như thế nào. Rất là cảm ơn ông Nguyễn Quốc Bình, Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Việt Đức đã tham gia cùng với chúng tôi ngày hôm nay.